Một câu hỏi tiếp theo của một bạn đồng tu gửi đến thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Xin thầy cho con hỏi một câu, người hộ niệm cũng như người được hộ niệm, chỉ một câu A Di Đà Phật là đủ hay phải kết hợp lạy Phật và cầu sám hối để giải quyết oán thân trái chủ trước mới niệm Phật vãng sanh? Con thấy trên Zoom vừa lạy Phật vừa niệm Phật có phải là bắt buộc không? Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta định nghĩa niệm Phật là sao đây? Kinh hành niệm Phật cũng là niệm Phật. Lễ bái trì danh cũng là niệm Phật. Quán tượng, nhìn hình tượng niệm Phật cũng là niệm Phật. Dùng cái đĩa chung đánh lên theo tiếng đĩa chung đó niệm Phật cũng là niệm Phật. Tất cả đều là niệm Phật hết. Không có cái gì là không niệm Phật. Như vậy thì chư vị đi kinh hành niệm Phật, vừa lạy Phật vừa niệm Phật càng tốt, không có hoàn toàn cũng là niệm Phật, chứ không phải là xen tạp gì đâu chư vị. Ví dụ như mình có nhiều người ngồi niệm Phật chối, có thể ngồi 2-3 tiếng đồng hồ niệm Phật thì được. Nhưng có nhiều cụ già ngồi 1 tiếng ngồi không nổi, phải 30 phút mới đứng lên, thì thôi chúng ta áp dụng phương thức là có nhiều lúc đi kinh hành niệm Phật, có nhiều lúc ngồi niệm Phật, có nhiều lúc chúng ta lạy Phật, niệm Phật để cho cái thân thể chúng ta hoạt động liên tục. Thân thì có thể động, tâm thì cứ chú định niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy ta áp dụng phương thức là tâm chúng ta lúc nào cũng niệm Phật, mà thân chúng ta hoạt động như vậy thì tự nhiên thân thể khỏe mạnh. Chư vị có thấy không này? Cho nên mong chư vị ở nhà, ví dụ như trường hợp chúng ta niệm ra tiếng không nổi, mở cái máy niệm Phật lên rồi theo cái tiếng niệm Phật đó mình niệm theo. Lúc mình khỏe mình niệm theo tiếng niệm Phật, còn lúc không khỏe mình niệm thầm theo tiếng niệm Phật, nhờ cái tiếng niệm Phật nhắc nhở cho chúng ta. Ví dụ như các cụ nào mà có cái châu chuỗi này nè, xin thưa thực với chư vị, châu chuỗi này cũng hay lắm đấy. Dùng châu chuỗi này niệm Phật thuộc về gọi là số gì đó, số châu niệm Phật. Tức là mình đếm cái châu chuỗi này nè, niệm Phật hay lắm chư vị. Ngài Phi Tích, ngài niệm Phật bằng hơi thở. Tức là dùng cái hơi thở để niệm Phật. Tại vì khi nằm ngủ xuống mà cầm cho chuỗi rớt lên rớt xuống mệt quá, ngài cứ thở vào A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật thành thói quen. Đó cũng là niệm Phật luôn. Cho nên mong chư vị có thể ứng dụng bất cứ một cái phương pháp thức nào. Có nghĩa là tâm chúng ta niệm Phật còn cái hình thức đó để hỗ trợ cho cái tâm ta niệm Phật. Và nhất định là chúng ta nguyện vãng sanh nhé chư vị. Sám hối cũng là niệm Phật, cầu vãng sanh. Có nhiều người thấy cái nghiệp chướng của mình lớn quá thì xin sám hối. Nam mô A Di Đà Phật cho con sám hối. Vô tình chúng ta lại niệm câu A Di Đà Phật rồi đưa cả cái thành tích của niệm Phật vào những cái tội chướng gì trong quá khứ. Tức là càng niệm Phật chúng ta càng nhớ đến những cái tội lỗi xa xưa chúng ta. Vô tình coi chừng cái tâm chúng ta là huân tu những cái chuyện mà sai lầm trong quá khứ nói. Thành ra là một cái chủng tư khác đưa vào trong tâm chúng ta không tốt. Vì thế cho nên ngài Liên Trì Đại Sư có dạy rằng niệm Phật mà cứ nhớ đến tội xưa, nhất là những người cứ sợ cái sám hối, cứ niệm Phật để mà sám hối, tức là niệm Phật nhớ đến sám hối, tức là cầu cho hết nghiệp. Thì ngài nói tu theo cái cách này nhiều A Tăng kỳ kiếp chưa chắc gì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói rõ ràng như vậy. Cho nên ngài đấy muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa với chư vị, muốn trừ nghiệp chướng cũng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc.
muốn khỏi bệnh cùng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn thành đạo cùng một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn gì đó, muốn trừ ma trước. Có nhiều người tới thường nói với từ nãy là bị ma dựa này ma dựa kia, xin thưa thực chư vị hãy thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật quyết chí vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, liền được chư Bồ Tát gia trì, Phật lực gia trì, chư hộ pháp gia trì, tự nhiên mình thoát khỏi tất cả những ách nặng của ma trước mà không may. Xin chư vị tin đi. Cho nên cầu mong cho chư vị tất cả, một là tất cả là một. Cứ lên một câu A Di Đà Phật để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên gọi là ác đạo nghiệp chướng tự nó bế tắc. Đây là một con đường vãng sanh bất khả tư nghị, rất dễ vãng sanh, nhưng mà sợ rằng chư vị không tin, cho nên cứ dập dềnh trong cảnh sanh tử mãi. Mong chư vị tin đi để một đời này thành tựu Bồ Đề đạo nha. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy.